này là đàn ông không chơi bắt dở chơi kỳ vậy ta? Được chưa, được chưa, được chưa? Đó, ghê chưa? Còn cái gì? Rồi, em chơi nha. Được dữ vậy ta? Cô thấy 15 con số thì cũng dễ đúng không? Cô ơi, cô lên đây làm đi. Làm. Cái cô có cái bông bự trên đầu nói đi. Nhiên à? Ừ. 20 2 25 28 20 6 7 7 và 8. Không có ai mà đọc mà giống như muốn viết giám khảo như cô. Thêm 5 câu xong rồi. 24. Thế mà giống một lần không? 18. Rồi số 6. Sao cô? À. Số 5. 16. 11. Trời ơi, chấp thật đó. Đấy nha. Ba cái. Ôi, có gì đâu mà. Hả? Hả? Trời ơi, bốn cái luôn. Vũ công đến từ Hàn Quốc. Đoạn này hơi rối. Ừ. Ok. Thiên thu dịch phun mệt. Sướp. Đó, vô là gãy rồi đó. Là em thua rồi hả? Thua rồi đó, 1-0 đó. Là em thua nữa hả? Thua, thở đây, thua nữa đây. Đó, 3-0 đó. Là mấy không là em giao 3T. 5 đi, 5 đi, 5 là thua đó. Rồi, 4 lần. À, là giờ giao 3T lên luôn. Chưa, còn cái nữa 3T lên. Làm như nó muốn thua hay gì. Đó, giờ đúng rồi, giao 3T lên. Trời ơi, mình đỡ rồi. Được. Giờ anh hát bài đi anh xin. 2, 3. Nàng như một đoá hồng phai, từng sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rung rơi, nàng vẫn xót xa trước chính đời mình. Vì người em yêu đã đói, dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Rồi tới đây thôi. Yeah. Đón xem siêu tài năng nhí 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, 21:00 thứ sáu hàng tuần trên AMC SCTV2.